Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Trước Ống Kính, bản tin cập nhật tin tức an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày cuối cùng của tháng 10 có gì đáng lưu ý? Chúng ta cùng cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, những ngày qua tại nhiều tỉnh thành trong cả nước liên tục xuất hiện thông tin không chính thống, thiếu kiểm chứng về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang trong nhân dân. Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc về tình hình phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, các tỉnh thành, ghi nhận tại tỉnh Nam Định và thành phố Đà Nẵng. Những ngày qua, dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Nam Định có chiều hướng phức tạp, nhiều ca F0 được ghi nhận trong khu dân cư và cả trong trường học. Trong bối cảnh này, trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin phong tỏa giãn cách toàn bộ thành phố từ ngày 30 tháng 10. Lãnh đạo tỉnh Nam Định khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Chính quyền thành phố Nam Định chỉ thiết lập khu vực cách ly y tế diện hẹp, nơi có F0 cư trú nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân. Thành phố cũng chưa yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp cần thiết. Các cơ sở kinh doanh, cửa hàng, nhà hàng không hoạt động quá 21 giờ, trừ các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu. Ngày 29 tháng 10, thành phố Cần Thơ xuất hiện ổ dịch với 151 ca nhiễm COVID-19 là lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Biển Đông trong khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn. Tuy nhiên, trên trang fanpage Tôi yêu Đà Nẵng 43 lại đưa thông tin xuất hiện ổ dịch trong khu công nghiệp lên đến 151 ca F0. Thông tin đăng tải một cách lập lờ, không nêu rõ địa điểm xuất hiện ổ dịch khiến người dân tại Đà Nẵng hoang mang. Chung sức đồng lòng chống đại dịch, mỗi người dân hãy tỉnh táo thận trọng với thông tin về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội, vừa để ổn định cuộc sống vừa góp phần chống dịch. Tiếp tục chuyển đến quý vị thông tin liên quan đến hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với các bị cáo Phan Bùi Bảo Thi công tác tại Báo Giáo Dục và Thời Đại, Lê Anh Dũng kinh doanh tự do và Nguyễn Huy công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị. Theo cáo trạng của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, các đối tượng Phan Bùi Bảo Thi, Lê Anh Dũng và Nguyễn Huy có hành vi thu thập thông tin tài liệu, biên tập, đăng tải nhiều bài viết lên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự, nhân phẩm một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Lê Anh Dũng cùng đồng phạm bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 1, điều 331 Bộ luật hình sự. Căn cứ kết quả xét hỏi tranh luận trong 2 ngày diễn ra phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định trả hồ sơ vụ án này để Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục bổ sung một số vấn đề về giám định tội danh, xác định bị hại và thiệt hại. Chuyển sang ghi nhận tại thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, theo thông báo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, xe đang kinh doanh vận tải theo quy định tại thông tư 58/2000 của Bộ Công an phải thực hiện đổi sang biển số màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, những xe đang kinh doanh vận tải theo quy định tại thông tư số 58 năm 2000 của Bộ Công an không thực hiện đổi biển số màu vàng sẽ bị Công an thành phố Hà Nội xử phạt từ 2 đến 4 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức doanh nghiệp. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ đổi biển số cho tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố trong giờ hành chính vào tất cả các ngày trong tuần. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản của một số ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Bộ Công an, làm giả sao kê ngân hàng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, dẫn đến việc các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính được phê duyệt đầu tư có thể trúng thầu, triển khai thực hiện dự án, làm phát sinh nguy cơ chậm tiến độ dự án, thậm chí không triển khai được dự án, ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các bộ ngành địa phương.
Ngoài ra, các đối tượng xấu cũng có thể sử dụng các tài liệu giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân. Bộ Công an đề nghị các bộ ngành, chính quyền các địa phương, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn làm giả sao kê ngân hàng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Trước ống kính chiều nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Để xem lại bản tin, mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn hoặc kênh YouTube BRT News. Thông tin cộng tác cùng chúng tôi, quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử Trước ống kính brta@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều ngày mai lúc 18 giờ.